Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chảo gang các bác nhá, chảo gang. Con này thì cái đường kính của nó chỉ có 13 cm thôi, nó nhỏ nhỏ vậy thôi các bác nhá. Cái này các bác có thể dùng để rang hoặc là hấp hoặc là nói chung là nướng đồ ăn. Đấy, nướng đồ ăn với các thứ đều là ngon hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em là chảo gang nhá. Giá của nó chỉ có 80.000 một chiếc như này thôi. Cái này của nó thì nó sẽ là cái quai các bác xoáy vào như này cho em này, và cái quai này. Quai này mình có thể dùng để đeo được luôn, nó rất là tiện. Đấy, mình đeo được luôn. Và nó sẽ có hai cái đầu như này thì các bác có thể là rót đồ ăn thức uống này. Đấy, nó rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em là chảo gang, giá của nó sẽ là 80.000 cho một chiếc chảo gang như này nhá. Đấy. Quá lên cho em là chảo gang này. Nó lên cho em là chảo gang nhá. Chảo gang giá của nó sẽ là 80k nhá, 80k trong chiếc chảo gang như này, rất là tiện dụng luôn. Hàng này thì khá là dày nhá. Và cái đường kính của nó chỉ có là 13 cm thôi nhá, 13 cm thôi nhá. Đấy, cái chiều rộng của nó chỉ có 13 cm thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây điện vàng các bác nhá, dây điện vàng này. Đó. Thì con này dây của nó sẽ là dây 1.5 nhá. Dây 1.5, đó, dây điện vàng và dây 1.5, dây hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó, đây, hàng của thương hiệu Tachi con này, đấy, Tachi made in Japan nhá. Ổ của nó thì nó sẽ là ổ đúc như này nhá. Đó. Và dây thì dây siêu mềm luôn. Dây lõi đồng 1.5 nhá, đây. Đấy. Dây của nó sẽ là dây lõi đồng 1.5. Khi cắm lên thì nó sẽ có đèn báo các bác nhá. Khi cắm lên thì nó sẽ có đèn báo ở đây này, có đèn báo ở đây cho nên các bác yên tâm. Có thể quan sát rất là rõ luôn nhá, có đèn báo luôn. Đấy, và một cuộn này của nó là 30 mét nhá. Một cuộn này của nó là 30 mét, dây thì nó rất là mềm. Dây thì có rất là mềm luôn nhá, rất là mềm luôn. Giá thì đợt này bên shop lại về cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Các bác lên cho em là dây điện vàng nhá. Đó. Dây điện vàng này, lên cho em là dây điện vàng. Giá của nó sẽ là 220k nhá và bao ship luôn. 220.000 và bao ship cho cái dây điện vàng như này. Đấy, dây của nó là 30 mét nhá. 30 mét nhân với lại 1.5 mm nhá, 1.5 mm. Đó, dây của nó sẽ là 30 mét nhân 1.5 mm. Lên cho em là dây điện vàng 30 mét. Đấy, dây điện vàng 30 mét, giá chỉ có cho các bác là 220.000 thôi. 220.000 cho một cuộn dây như này. Bao ship tận nhà cho bác luôn. Dây này thì nó có 1.5 thôi cho nên là các bác dùng thì nói chung là cũng là ok thôi, dùng để thắp sáng này hoặc là làm máy khoan, máy cắt rồi các cái loại máy móc cũng ok thôi nhá. Đấy. Giá thì sẽ là một cuộn dây như này sẽ là 220.000. Lên cho em là dây vàng nha, giá sẽ là 220k, cuộn 30 mét nhân với 1.5 các bác nhá, 1.5. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn nhá. Đấy, nước hoa khách sạn. Con này thì bên Nhật nó chuyên dùng để trong các cái nhà hàng khách sạn, nó rất là thơm nhá, rất là thơm luôn. Đây. Đấy, chuyên dùng để trong các nhà hàng khách sạn rất là thơm. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là hợp lý luôn nhá. Chỉ có 30.000 cho một lọ nước hoa này thôi. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác các cái đầu cái tăm hút như này, tăm hút như này. Đấy, và một cái nơ trang trí rất là đẹp luôn. Các bác mở cái nắp này ra cho em này. Mở cái nắp này ra. Đấy. Rất là thơm luôn, sau đó các bác cắm cái bấc này vào nhá. Cắm cái bấc này vào đây cho em này. Đấy, các bác cắm cái bấc này vào đây. Đó, thì là nó sẽ dẫn cái mùi hương thơm ra, nó rất là thơm luôn. Sau đó thì các bác cứ để trong phòng này, phòng khách, phòng tắm, nhà ăn, nhà vệ sinh, toilet, phòng ngủ đều được hết nhá, rất là thơm luôn. Con này thì bên Nhật nó chuyên để trong các cái khách sạn này, rất là thơm. Đấy, các bác bảo sao đi khách sạn nó thơm là như vậy các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có 30k cho một lọ nước hoa khách sạn như này thôi. Đấy, lên cho em là nước hoa khách sạn nhá. Đó. Các bác lên cho em là nước hoa khách sạn này. Đó. Nước hoa khách sạn, giá của nó sẽ là 30k trên lọ nhá, 30.000 trên một lọ này. Đó, giá của nó sẽ là 30.000 trên lọ nước hoa khách sạn như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái lấy dây tai đa năng nhá. Đấy, có lên cho em là lấy dây tai đa năng. Lấy dây tai đa năng nhá. Con này thì nó sẽ là một con lấy dây tai như này. Đấy. Và có cho các bác là các cái đầu như này các bác này. Đấy, các cái đầu như này các bác chỉ cần xoáy ra cái này, các bác có thể đeo vào móc khóa rất là ok nhá. Đấy. Bộ sản phẩm của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 6 chi tiết như này nhá, 6 chi tiết bên trong như này. Đấy, các cái đầu lấy này, to nhỏ lớn bé dẹt tròn. Đấy, trai gái già trẻ đủ cả các bác nhá. Đó, để các bác có thể lấy được này. Đấy, có cả cái đầu lò xo này, có đầu lò xo này. Ngoáy vào rất là thích luôn các bác nhá. Đó. Giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có 30k thôi. Lên cho em là bộ lấy dây tai đa năng. Đấy, bộ lấy dây tai đa năng, giá sẽ là 60.000. Đó. Bộ lấy dây tai đa năng này. Đấy. Bộ lấy dây tai đa năng nhá, lấy dây tai này, lấy dây tai đa năng.
giá của nó sẽ là 30k nhé, 30k trên một bộ như này, 30.000 trên một bộ lấy dây tai đa năng như này đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác hai cái mẫu đũa nhé, hai cái mẫu đũa đây đó. Hai cái mẫu đũa như này thì nó sẽ có là đũa của Hàn và đũa của Nhật nhé. Đây, đũa này thì nó sẽ là đũa Hàn Quốc mạ vàng này, giá sẽ là 60.000 cho một hộp như này. 60.000 cho một hộp như này, một hộp này của nó bao gồm cho các bác là 10 đôi nhá. Đấy, một hộp như này bao gồm là 10 đôi. 60.000 một hộp 10 đôi nhá. Đấy, các bác lên xem là đũa Hàn này. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng đũa mà được mạ vàng ở đầu nhá. Ở đầu này nó sẽ là mạ vàng 18 carat, các bác dùng lúc nào nó cũng vàng chóe như này luôn, rất là đẹp này. Ở đít này thì ở phần đầu đũa này thì nó sẽ là đánh vân nhá, đánh vân đánh nhám chống trơn trượt, các bác gấp đồ ăn thức uống thoải mái luôn, gấp các cái đồ trơn cũng không sợ bị trơn nhá. Đấy, đồ có mỡ cũng không sợ bị trơn. Và đầu này nó sẽ là mạ vàng 18 carat như này, rất là đẹp luôn. Và đặc biệt là cái giá nó rất là tốt cho các bác nhá. Lên mã giúp em là đũa mạ vàng nhá. Giá chỉ có cho các bác là bao nhiêu? 40.000 trên một vỉ 10 đôi. Nhà các bác hay có cỗ có bàn mua cho em từ 3 đến 5 vỉ nhá. Từ 3 đến 5 vỉ. Đấy. Lên mã giúp em là đũa mạ vàng Hàn Quốc nhá. Đấy. Từ 3 đến 5 vỉ như này. Đấy, các bác có thể mua để mình sử dụng nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đũa Nhật nhá. Đây đũa Nhật này. Đấy. Đũa Nhật thì đây. Đũa Nhật thì nó sẽ là cũng là 40.000 một vỉ 10 đôi nhá. 10 đôi. Tất cả đũa Nhật, đũa Hàn thì đều được làm từ sợi thủy tinh nhá. Đấy. Cầm trên cái đũa 7 màu luôn. Đều làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống được nấm mốc nhá. Đấy, con này chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C này. Đấy, chống nấm mốc nhá. Hàng made in Japan nhá. Đấy, hàng made in Japan cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 40k thôi. 40k trên một vỉ như này. Các bác lên cho em là đũa Nhật nhá. Đũa Nhật giá của nó sẽ là 40.000, chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C nhá. Đây, hàng mã tem mã vạch đàng hoàng. Đây. Rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, đũa được làm từ sợi thủy tinh, chịu được nhiệt độ cao, kháng khuẩn, chống nấm mốc cực kỳ là tốt nhá. Giá thì rất là hạt rẻ cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là vỉ này, nó sẽ là đũa Nhật nhá. Đũa Nhật giá thì bên shop đang gửi tới các bác một vỉ như này. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một vỉ đũa Nhật như này nhá. 40.000. Đây. Còn đũa này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc này. Đây, Korea con này. Đấy, Korea, hàng của Hàn Quốc nhá. Đó. Con này thì nó sẽ là 40k trên một vỉ như này. Cũng 10 đôi luôn nhá. Đó. Đũa Nhật thì cũng 40.000, đũa Hàn 40.000. Ngoài ra thì bên shop về cái đũa của Nhật dòng cao cấp, nó sẽ là một vỉ như này, nó chỉ có 5 đôi thôi. Vỉ này có 5 đôi thôi nhá. Đấy. Cái này thì thành phần của nó thì 100% là sợi thủy tinh nhá, 100% là sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao. Và giá thì nó sẽ đắt hơn một chút, nhưng mà cái này thì nó sẽ có cho các bác là phân màu nhá, phân màu. Ví dụ gia đình nhà mình có 5 người thì nó sẽ có cho các bác là 5 đôi với 5 màu sắc khác nhau. Đấy. Ví dụ như là có của ông này, của bà này, của bố mẹ này. Đấy. Của ông, của bà, của bố mẹ này, chẳng hạn như thế, thì của em bé này. Đó. Và cái này của nó thì nó sẽ là dòng cao cấp rồi. Đấy, một vỉ này của nó chỉ có 5 đôi thôi nhá. Đấy. Lên cho em là đũa 7 màu nhá, đũa 7 màu. Đó. Đũa 7 màu. Một vỉ này của nó là 5 đôi nhá, một vỉ này 5 đôi. Và giá thì sẽ là 70k trên một vỉ 5 đôi như này. Phân này, phân khúc này là phân khúc cao cấp nhá, cao cấp. Đấy, lên cho em là đũa 7 màu, một vỉ là 5 đôi. Giá của nó sẽ là 70k trên một vỉ này nhá. Hàng này thì cao cấp hơn rất là nhiều các bác nhá. Đấy, có in hình các thứ này. Đấy, đặc sắc hơn, đẹp hơn, màu sắc sạch sẽ. Đấy các bác nhá. Lên cho em là đũa 7 màu, giá sẽ là 70.000 trên một vỉ như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, bỏ em cái vỉ tất trắng. Cái tất vỉ, bỏ em cái vỉ tất trắng. Nó sẽ có cho các bác là hai loại đấy, đó là màu đen và màu trắng nhá. Đấy, các bác lên cho em là tất 10 nhá. Tất 10 thì sẽ có màu đen và màu trắng. Tất 10 sẽ có màu đen và màu trắng nhá. Đấy, đây. Có màu đen và màu trắng như này. Hàng của thương hiệu Nike nhá. Đó. Các bác lên cho em là tất 10 nhá. Đấy, lên cho em là tất 10 này. Giá của nó sẽ là 90k trên 10 đôi. Thì các bác lên cho em là tất 10 đen hoặc là tất 10 trắng nhá. Tất 10 đen hoặc tất 10 trắng. Đó. Thì bên em bán theo theo vỉ như này, chứ không bán lẻ và không tách màu nhá. Không bán lẻ, không tách màu. Lấy một vỉ là một màu luôn, chứ không có một vỉ hai màu có nhá. Đấy. Một vỉ là một màu luôn, lấy màu đen hoặc màu trắng. Đây. Một vỉ này của nó là 10 đôi nhá. Hàng của thương hiệu Nike của Nhật. Đây. Con này của nó thì thứ nhất của nó sẽ là co giãn 4 chiều này, co giãn 4 chiều. Đấy, co giãn 4 chiều như này các bác nhá. Thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn, chống hôi chân nhá, chống hôi chân, thấm hút mồ hôi tốt.
chất liệu 100% là sợi bông tự nhiên, đi thì cực kỳ là thích luôn. Hàng của thương hiệu Nike 100% là sợi cốt tông nhá, sợi cốt tông. Đấy, rất là đẹp luôn. Logo của hãng nó thêu trực tiếp này, đấy Nike các bác nhá. Đấy. Giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Một cái vỉ tất như này bao gồm cho các bác là 10 đôi mà giá 90.000. Đấy. 10 đôi 90.000, tính ra chỉ có 9.000 một đôi tất như này thôi. Đó. Các bác cũng khó đi đâu mà mua được 9.000 cho một đôi tất đẹp như này. Cho nên là bên shop bán rất là nhiều. Bán rất là nhiều luôn, lên cho em là tất 10 đen hoặc tất 10 trắng nhá. Có màu đen, có màu trắng như này, giá rất là tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm, đó là cái dây sạc nhá. Dây sạc thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu. Một mẫu là sạc béo và một mẫu là sạc gầy. Đấy, đều là dòng sạc nhanh hết nhá. Đều là dòng sạc nhanh hết. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Con to này thì nó sẽ là sạc béo này, sạc béo này. Chiều dài của nó thì chiều dài của nó khoảng trên 1 mét nhá. Chiều dài của nó khoảng trên 1 mét cũng khá là dài luôn và tiện ích cho các bác sử dụng này. Đây. Đấy. Và con này thì của nó thì những cái đầu kết nối này của nó rất là chắc chắn luôn, rất chắc chắn các bác này. Cho nên các bác dùng cực kỳ là yên tâm luôn. Và giá thì rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là sạc béo này, sạc béo. Giá của nó sẽ là 50.000 nhá. Đấy. Các bác lên cho em là sạc béo nhá. Nó lên cho em là sạc béo. Sạc béo này. Giá của nó sẽ là 50.000 trên bên em sạc béo như này nhá. 50.000. Đó. Còn ngoài ra thì bên shop cũng có cái sạc gầy như này. Kích thước chiều dài của nó thì cũng như nhau, nhưng mà dây của nó thì sẽ là dây nhỏ hơn, nhưng mà cũng là dây sợi dù nhá. Một đầu này của nó thì bao gồm như các bác là 3 sợi, 3 đầu như này, một dây 3 đầu như này. Thì các bác có thể sạc được Samsung, iPhone, Oppo, biết các thứ đều chơi được hết nhá. Con này thì nó nhỏ hơn một chút thôi. Còn lại là nó cũng chiều dài thì nó tương đương nhau nhá, dài tương đương nhau. Thì con này các bác lên cho em là sạc gầy nhá. Con sạc gầy này thì nó có hai màu như này. Đấy, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên nhá. Lên mã cho em là sạc gầy, giá sẽ là 30.000 nhá. Đó, sạc béo này, sạc béo 50.000. Sạc gầy này. Giá của nó sẽ là 30.000 nhá, 30.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái giỏ để giỏ. Cái này các bác lên cho em là vợt hái hoa quả nhá. Đấy, vợt hái quả này. Đấy. Các bác lên cho em là vợt hái quả. Đấy. Vợt hái giỏ hái hoa quả hoặc vợt hái hoa quả cũng được. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một cái vợt hái hoa quả như này nhá. Về nhà các bác cắm cho em cái xào vào đây này, sau đó thì làm cái ốc vít mình bắt vào này. Đấy, thì ví dụ như các bác bứt xoài, bứt nhãn rồi bứt các cái dòng hoa quả đều được hết nhá. Đó. Giá thì chỉ có 60 cành thôi. Ví dụ quả xài quả xiếc các bác đưa vào cái lẫy núm các bác giật phát là nó rơi bụp vào trong này luôn. Xoài, hồng xiêm, nhãn, nói chung những cái quả to là giật là rất là ngon, hoặc là các cái loại hoa quả đều được hết. Đấy. Thì giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 cho một cái giỏ hoa quả như này nhá. Lên cho em là giỏ hoa quả. Giá sẽ là 60.000 trong cái giỏ hoa quả như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái keo đa năng nhá, keo đa năng. Đây. Một hộp như này thì nó sẽ là 60g. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 20.000 cho một lọ keo đa năng như này nhá. Lên cho em là keo đa năng nhá. Keo đa năng. Đấy, lên cho em là keo đa năng xanh. Keo đa năng, lọ nó màu xanh như này nên là keo đa năng xanh nhá. Giá của nó sẽ là 20.000 trên một lọ như này. Và bác nào mua từ 3 lọ thì bên em sẽ tính cho bác cái giá là 50.000 trên 3 lọ nhá. 50.000 trên 3 lọ luôn. Đó. Dòng này nó sẽ là một cái dòng keo đa năng cực kỳ là nhạy luôn, dùng thì rất là tuyệt vời. Các bác có thể dùng để dán tất cả mọi chất liệu trên mọi bề mặt luôn. Đấy, độ bám dính của nó rất là tốt. Lưu ý các bác là để cho em từ 2 ngày nhá. Đấy, từ 24 đến 48 giờ. Đấy, 24 đến 48 giờ là ok nhá. Giá rất là tốt cho bác xem luôn. Đây có cái video thực tế đây. Cảm của bạn với tờ giấy. Đừng sử dụng đinh vít nữa vì đã có keo siêu dính normal nail công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa vì đã có keo siêu dính normal nail công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Đó, anh giá. Chị nào...